Ngày 28 tháng 3 năm 2022 tại chùa Đạo Nguyên, thành phố Tam Kỳ, Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác Phật sự cũng như công tác tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ 6 2022-2027. Đặc biệt, phiên họp lần này có sự tham dự và chỉ đạo của Đoàn Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chứng minh và tham dự phiên họp có Hòa thượng Thích Khế Chơn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đặc trách Phật sự 5 tỉnh thành khu vực miền Trung. Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trợ lý Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Thiện Thành, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự, Trưởng ban Tăng sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni thành viên Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Chư Tôn Đức Văn phòng Giáo hội tỉnh, đại diện các cơ quan chức năng chính quyền. Phát biểu chào mừng, Hòa thượng Thích Thiện Thành, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh cho biết, trong nhiệm kỳ 2017-2022, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam đã đạt nhiều thành tựu Phật sự. Những thành tựu đạt được là kết tinh trí tuệ của một tập thể thống nhất, ý chí cao. Cụ thể là niềm tin vững chắc vào sự chỉ đạo của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, sự quan tâm giúp đỡ của các cấp chính quyền tỉnh nhà, cũng như sự đoàn kết của toàn thể tăng ni Phật tử tỉnh. Hòa thượng Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh cũng chia sẻ về quá trình chuẩn bị, dự kiến nhân sự cho kỳ đại hội sắp đến của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, đồng thời bày tỏ mong muốn có được sự quan tâm chỉ đạo của Chư Tôn Đức Trung ương Giáo hội và tinh thần tích cực đoàn kết của Chư Tôn Đức Phật giáo tỉnh để tiến tới Đại hội Phật giáo tỉnh Quảng Nam lần thứ 6 được thành công tốt đẹp. Thay mặt tiểu ban nhân sự Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh, Thượng tọa Thích Như Giải đã báo cáo tóm tắt công tác dự kiến nhân sự tham gia Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 6/2022-2027. Trong phiên họp, Chư Tôn Đức Tăng Ni thành viên Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh cũng lần lượt đưa ra các ý kiến thảo luận về các công tác Phật sự trọng tâm, đặc biệt là công tác nhân sự dự kiến giới thiệu tham gia Ban Trị sự Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ mới. Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam phát biểu nhận định, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đánh giá rất cao những thành tựu mà Phật giáo tỉnh Quảng Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Giáo hội cũng bày tỏ niềm tri ân đối với sự quan tâm sâu sắc của chính quyền tỉnh Quảng Nam, nhân dân tỉnh đối với Phật giáo tỉnh nhà. Thượng tọa cho biết, đến nay Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã chỉ đạo tổ chức thành công 6 đại hội đại biểu Phật giáo tại các tỉnh thành trong cả nước. Đối với Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Quảng Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn đề cao việc phát huy tinh thần đoàn kết, hòa hợp mà Đức Cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Duyên, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Trưởng ban Trị sự và Chư Tôn Đức Phật giáo tỉnh đã thực hiện trong suốt thời gian qua. Chỉ đạo công tác đại hội, Thượng tọa Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký nhấn mạnh. Nâng cao cái hiệu quả của bộ máy hoạt động Ban Trị sự để mà điều hành cũng như là thúc đẩy các hoạt động Phật sự nó được tốt hơn theo đúng cái đường lối chủ trương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đạo pháp dân tộc và xã hội cũng như là cái định hướng trong nhiệm kỳ. Thì cái công tác nhân sự này thì cái vấn đề quan trọng là nó phải đảm bảo được cái sự đoàn kết hòa hợp. Chúng con ở đây thì cũng đã nhận được cái tờ trình dự kiến về nhân sự của Chư Tôn Đức. Như vậy chúng ta là hòa thượng trưởng ban, ngài cũng vừa phát biểu rồi, ngài cũng đã chỉ đạo là chúng ta chuẩn bị tổ chức thành lập ban tổ chức, thành lập các cái tiểu ban, rồi thì các tiểu ban cũng đã bắt tay vào công việc hoạt động. Cho hôm nay thì về cơ bản thì con thấy là về các cái tiểu ban hay là công tác tổ chức chuẩn bị thì hòa thượng trưởng ban ngài đã chỉ đạo rất là tốt rồi. Còn công tác nhân sự để chúng ta đi đến cái sự thống nhất cuối cùng, mà con tin đấy là có sự thống nhất, bởi vì con thấy cũng không có cái vấn đề gì so với cái thông tư của giáo hội hướng dẫn thì không có vấn đề gì cả. Thay mặt Trung ương Giáo hội, Hòa thượng Thích Khế Chơn, Ban Đạo Từ chỉ đạo nhấn mạnh, hiến chương là nền tảng căn bản xây dựng giáo hội vững mạnh. Mỗi thành viên giáo hội đều phải nêu cao tinh thần trí tuệ, đoàn kết, hòa hợp, thống nhất, trên dưới một lòng để phát triển Phật sự chung. Hòa thượng tin tưởng bày tỏ. Hôm nay, chúng tôi rất hoan hỷ
vui mừng chứng kiến được một phiên họp hết sức hòa hợp, hết sức đoàn kết và biểu lộ được tinh thần hướng về tương lai xương minh của Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Nam chúng ta. Dịp này, đoàn chư tôn đức trung ương giáo hội cũng đã đến thắp hương đảnh lễ cố Hòa Thượng Thích Thiện Duyên, Phó Pháp Chủ Hội đồng Chứng binh Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại nhà hậu tổ chùa Đạo Nguyên.